Hello cả nhà, em lên một con đồng hồ Seiko sản xuất tại Nhật nha. 7 kim, bấm giờ, thể thao, size 38 chưa núm nha. Nó càng thì 46. Cả núm thì cỡ 41 nha. Dây rất là đẹp luôn. Đây. Và đặc biệt con này có dạ quang số học trò nha. Zin từ A đến Z luôn, đẹp. Đẹp zin. Dây cũng dài. Đó, hai khóa nha. Đây, bấm giờ nè, dừng nè, reset nè. Kim dây là kim rốn góc 9 giờ nha. Đây, còn đây là dạ quang nha, rất là sáng luôn. Rồi em mời cả nhà nha.